Trong chốn thiền môn có câu chuyện khá lý thú. Có bà lão hết lòng cung phụng cúng dường một vị sư tu hành ngót 20 năm. Một hôm bà bảo con gái mình vào liêu tỏ tình để thử thách sư. Sau đó cô gái trở về thuật lại với bà già rằng vị sư chỉ nói khô mộc ỷ hàng nham, tam đông vô noãn khí, nghĩa là cây khô dựa vào vách núi, ba mùa đông không có hơi ấm. Bà lão bực tức: uổng cơm gạo nuôi sư bấy lâu, tưởng sư sẽ thành tiên, thành Phật, về đâu thành gỗ đá. Có số người theo hướng tu như thế, họ cố diệt mất tình người, cắt lìa ân nghĩa, cho lòng rỗng rang vắng lặng. Chưa thấy những người không nghĩa không ân, không tình không cảm ấy có được chút niềm an lạc nào cho đời mình chăng? Mà tình cờ nghe vị cư sĩ ấy thốt lên một câu vừa tự hào cũng vừa than thở: tu vậy còn chưa thấy gì. Đó cũng là tên câu chuyện kể dưới đây. Có một cô rời quê nhà vào tu ở chùa mấy mươi năm rồi. Một hôm cô ốm nặng nằm bệnh viện, có chị bạn là cư sĩ thương tình đến chăm sóc giùm. Lúc cơn bệnh hoành hành, bệnh nhân đau đớn oằn oại, người bạn nuôi hộ xúc cảm rơi lệ. Bệnh nhân tuy bệnh làm xuân chứ còn thấy biết. Hôm sau khỏe lại, bệnh nhân mới hỏi: hôm qua em thấy chị khóc hả? Chị bạn đáp: ừ, thấy em đau khổ quá mà lại cô đơn không thân quyến giúp đỡ, chị xúc động nên khóc. Chị tu lâu quá mà còn dở vậy. Em nha, mỗi lần mà về thăm nhà, mẹ mừng lắm, làm đồ ăn đủ thứ hết, cố cầm em ở lại thêm vài hôm, mà em không có theo ý bà đâu. Hễ em nhất định 5 ngày là 5 ngày, 7 ngày là 7 ngày, không thay đổi. Lúc đi bà đưa tiễn đứng trong đến mút mắt luôn. Vậy mà em quyết định đi là không bình trịnh gì cả. Em tu vậy còn chưa thấy gì. Ừ, tu vậy nên chưa thấy gì. Mẫu chuyện trên gợi đến chúng ta những khuôn vàng thước ngọc từ Đức Phật. Làm người rất khó, gặp Phật Pháp và xuất gia lại càng khó hơn. Nhân đây chúng tôi xin nhắn nhủ vài lời đến những người hữu duyên. Chúng ta được làm người là rất quý báu, vì trong sáu cõi luân hồi chỉ có cõi người là dễ tu đạo hơn cả. Nếu sanh vào cõi trời quá sung sướng, làm sao tu? Cõi Atula thì đầy sân hận, đầy chướng duyên, ngạ quỷ luôn luôn đói khát. Cõi địa ngục thì chịu đau khổ không ngần mé, còn súc sanh thì quá si ái. Bởi vậy, ngày nay đã được làm người, gặp Phật Pháp xuất gia vào chùa, thì ngoài việc ghi nhớ quan tâm đến cha mẹ, người đã sinh ra nuôi ta khôn lớn, thì mỗi khi ta về thăm gia đình phải một lòng chăm sóc khuyến thiện mẹ cha. Ta còn phải thừa kế mạng mạch Như Lai, tiếp dẫn hậu lai, duy trì chánh pháp trường tồn, dẫn dắt hàng tại gia cư sĩ tu tập và những người hữu duyên. Ngược lại, nếu ta là người tại gia cư sĩ thì phải một lòng tôn kính chư tăng ni, những người đã đang thay Phật và phụng trì Tam Bảo. Chuyện thứ 123, như là lần cuối. Tình thương đến lúc chia tay mới dò đúng chiều sâu của nó. Lúc chia tay mà ta nghĩ cũng là lần cuối gặp nhau sẽ rất nhẹ nhàng hòa dịu cảm thông. Đặt mình trong trạng thái như là lần cuối thì mọi việc từ tín ngưỡng chí đến hít thở, ăn uống, nói làm đều tuyệt vời êm ái. Nhìn cảnh vật tràn đượm nghĩa tình, trần gian này vô cùng phong phú thắm tươi. Như là lần cuối khiến ta sống trong vĩnh cửu, dịu dàng thân thiết ngay phút giây hiện tại, không sống nửa vời, thân ở đây mà hồn lạc lõng tận đâu đâu. Và đây là chuyện như là lần cuối. Mấy cháu hỏi bác: bác hai ơi, mình cúng làm sao lòng được chí thành tha thiết đúng nghĩa của thời cúng hả bác? Bác bảo: muốn được vậy á, mỗi chiều cầm nhang lên hỏi nghĩ, đây là lần cúng cuối cùng, biết đâu đêm nay mình sẽ chết. Sáng cũng nghĩ, biết đâu ngày nay mình gặp tai nạn gì đó phải lìa bỏ khỏi đời. Nếu nghĩ là lần cuối cùng, thời cúng sẽ nghiêm trang tha thiết. Bởi cái gì là lần cuối cùng cũng đẹp cả. Dù như ăn cơm mà nghĩ đây là bữa cơm cuối cùng, ôi bữa cơm ấy sẽ ngon tuyệt,
con vừa gặp nhau lần cuối cùng sẽ đối xử với nhau rất đẹp, sẵn sàng nhường nhịn tha thứ vì từ đây không còn gặp nhau nữa. Giả như vì lý do gì đó mà mình phải lìa xứ ra đi không bao giờ trở lại, lúc đó mình nhìn lần cuối từ mảnh vườn, nhà cửa, con đường, chí đến cây cỏ, tất cả đều như có hồn, đều đẹp đẽ thân thiết biết bao nhiêu. Với cái nhìn ấy, cõi đời này sẽ vô cùng phong phú. Chuyện thứ 124: Thở là hạnh phúc. Sư Lương Khoan, thiền sư Nhật Bản, có hôm đang trên đường về chỗ ở của mình, ông móc trong đải ra một đồng tiền rồi ném xuống đất, rồi cúi lượm, lặp đi lặp lại cử chỉ ấy mấy lần rồi ông lẩm bẩm: mấy đứa trẻ bảo lượm được tiền là khoái lắm, vậy mà có thấy khoái gì đâu. Vừa nói ông vừa tiếp tục ném tiền, lần này ném hơi mạnh, đồng tiền trúng đá văng đâu mất. Ông vừa kiếm vừa nói: thế này thì bực thiệt, tìm hồi lâu mai sao gặp được. Ông mừng rỡ xác nhận lượm được tiền khoái thật. Thông thường cái gì hiện hữu quá, đầy đủ quá, chúng ta xem thường nó, đến khi bị mất mát đi ta mới thấy quý giá và hối tiếc thì đã quá muộn màng. Giả như không may ta gặp rủi ro, tổn thương, tật nguyền, bấy giờ ta mới ước ao sao mình đặng lành lặn như xưa thì hạnh phúc biết bao. Thế mà hiện tại mấy ai cảm thấy hạnh phúc vì mình đang lành mạnh. Câu chuyện thở là hạnh phúc nhắc nhở ta an hưởng hạnh phúc đang sẵn có, đừng bỏ qua uổng phí biết bao, và cái gì qua rồi e khó tìm lại được. Chuyện kể như sau: bác có người quen đi xe đò lên thành phố, đến cai lậy, xe bị sự cố đâm xuống ruộng, lật chổng bánh lên trời. Ruộng cấy nước không sâu lắm, nhưng xe bị lún xuống bùn, hành khách lúng túng trong xe. Nhờ nhóm thợ cấy gần đó ùa lại tiếp cứu, những người cứu ra sao đều bị ngộp thở, bất tỉnh phải hô hấp nhân tạo. Riêng người bạn bác được kéo ra để nằm trên bãi cỏ, chưa kịp làm hô hấp, anh ta nằm một hồi, tự nhiên thở khì được một cái. Anh nói: trời ơi, nó khỏe lạ thường chưa từng có. Anh nằm yên thật lâu để thở cho đã. Từ nhỏ đến giờ mình thở hoài mà không thấy nó quý và sung sướng như vậy, nay mới cảm nhận được. Thở là hạnh phúc. Hạnh phúc không có giới hạn thực thể, do quan niệm mỗi người tự quy định nó như thế nào, đó là hạnh phúc hay đau khổ. Đúng ra thở cũng là hạnh phúc rồi. Nhiều người bị lên cơn suyễn, thở khó nhọc vô cùng, mình thở thoải mái như vậy hạnh phúc biết bao. Chuyện thứ 125: Như một ngọn roi. Thọ tài như thọ tiễn, vì thọ nhân tài ắt phải cứu nhân tai, mà biết mình có kham nổi chăng. Người xưa rất dè dặt trong việc thọ nhận tài vật của người khác tặng mình, vì thông thường mỗi tặng phẩm đều có ngầm đặt điều kiện. Người tu hành chân thật hiền lành cũng được đồng đạo giúp đỡ về vật chất, tuy không đòi hỏi sự thù đáp nhưng cũng ngầm khuyến khích tiến tu. Thế nên tác giả ví tặng phẩm ấy như một ngọn roi bắt buộc con ngựa phóng tới, và câu chuyện như sau: bác xem tặng phẩm đến với mình như ngọn roi quất vào mông ngựa, dục nó phải tiến lên. Bác không nghĩ tặng phẩm là một diễm phúc hãnh diện, mà xem như một động cơ thúc đẩy mình vươn lên thế nào cho xứng đáng với niềm tin yêu của người tặng. Bác thường trình bày quan niệm trên và từ chối các quà biếu của em cháu. Có một lần, một cháu mang giùm mấy mét vải của người quen gửi tặng bác, bác không nhận, nó nài nỉ mãi: lỡ rồi, bác trả tới trả lui mất công quá và người tặng cũng buồn nữa. Thôi, bác ráng nhận một roi nữa đi. Nghe nó nói có duyên, bác nhận thêm một roi nữa. Mãi đến nay đã 2 năm rồi cũng chưa có dịp cần dùng đến sách giải ấy. Chuyện thứ 126: Chớ lầm nhân quả. Có câu kinh như sau: người làm phải có khi mắc nạn, kẻ lăng loàn đặng mạng vào sang. Trước cảnh trái ngang ấy khiến nhiều người hoài nghi luật nhân quả. Kinh giải thích: ấy là nợ trước còn mang, duyên kia chưa dứt còn đang thưởng đền. Đúng như thế,
nghiệp chưa sạch đành câu khổ báo, nợ xong rồi ai bảo trả thêm. Tìm hiểu chính xác về lý nhân quả ba đời cùng sự liên quan chằng chịt lẫn nhau giữa những nhân và quả ồ ạt đến cho mình để có đủ niềm tin sáng suốt gây dựng mùa vụ tới tốt đẹp hơn. Câu chuyện chớ lấy nhân này đắp qua quả kia cùng nói lên ý nghĩa trên. Có đứa cháu hỏi: "Thưa bác, con thấy nhiều người tu chín chắn, công phu dày dặn, sao hay gặp nhiều bệnh tật quá khổ? Ông chú con tu hiền tha thiết lắm, mà sao bây giờ ông bị tai biến mạch máu liệt nửa người? Hơi sao lạ vậy bác?" Bác đáp: "Nè, đụng lấy nhân này đắp qua quả kia lộn xộn, không đúng nghe. Dụ như ông nông dân Nga năm rồi làm ruộng nhiều, lúa dư cả ngàn dạ. Năm nay ông nghỉ làm, lo ăn nhậu trác tang, vậy mà cuối năm ông còn dư được vài trăm dạ. Không thể bảo rằng ông A nhờ ăn chơi phung phí nên có lúa dư. Còn ông B năm rồi không canh tác gì hết, năm nay túng thiếu nên ráng lo mướn ruộng thêm, tận lực cày cấy. Vậy mà cuối năm ông phải vài lúa để ăn, vì mùa thu hoạch chưa đến. Mình không thể bảo tại ông B quá lo làm ruộng nên mới nghèo khó như vậy ha." Hãy xét câu nhân quả ba đời. Phật dạy, muốn biết cái nhân đời trước nên xem sự thọ quả hiện tại, muốn biết cái quả đời sau nên xem tạo nhân hiện tại. Cổ tích Phật giáo có câu chuyện, một thanh niên nọ đến xin với vua Ba Tư Nạc để anh ta lãnh làm thịt dê cho trong hoàng cung dùng. Ở Ấn Độ, nghề làm hàng thịt còn hạ tiện hơn giai cấp nô lệ nữa. Vua hỏi: "Nhà ngươi không có nghề gì khác để sinh sống sao, lại xin làm nghề đó?" Anh ta đáp: "Tâu bệ hạ, tôi nhớ lại tiền kiếp tôi làm hàng dê nên sanh lên cõi trời được hưởng phước rất lâu. Mãn phước đầu thai xuống thế, tôi cũng làm hàng dê, và sau khi thác lại sanh lên cõi trời cao hơn và hưởng phước gấp đôi. Cứ như thế đã 6 lần lên xuống cõi trời, và phước báo cũng tăng thêm mãi. Thế nên kiếp này tôi quyết theo nghiệp cũ để được sanh thêm." Vua nghe trái lý, mà chả lẽ tên dân hèn mọn lại dám dối vua. Vua đem chuyện trên hỏi Phật. Phật đáp: "Tên hàng thịt dê ấy không nói dối, nó nhớ tiền kiếp thật, duy có điều nó không rõ nhân duyên nào được sanh thiên. Nguyên kiếp trước tiên nhờ có lòng thành kính cúng dường lễ bái một vị La Hán nên được phước báo 6 lần trở lại cõi trời vô cùng vui sướng. Đến kiếp thứ 7 này nó phải đọa địa ngục để đền trả sát nghiệp của nó." Nhận định sai lầm về nhân quả rất nguy hại. Thật ra câu chuyện này chỉ có tính cách tượng trưng chứ không có tính lịch sử. Người có từng gieo duyên với bậc thánh thì qua nhiều kiếp vẫn được sự nhiếp hóa âm thầm nào đó. Chuyện thứ 127: Mắt niệm Phật. Phật có 4 đại đức: từ, bi, hỷ, xả, lúc nào cũng ban vui cứu khổ cho đời. Phật tử niệm Phật để nương theo lòng từ bi của Phật mà tu hành. Nay vì mắt bận niệm Phật, không thể hiện lòng từ bi, không dấn thân vào việc nghĩa nhân thì đó là một nghịch lý, khiến người khác phải thắc mắc. Như câu chuyện mắt niệm Phật dưới đây. Có cháu gái thích gần gũi quý vị cư sĩ lắm, bởi mấy vị nó cũng là cư sĩ. Một hôm, mấy cô định vô thất niệm Phật. Trong nhóm có một cô ngã bệnh, mấy cô kia bảo nó: "Cô A bị bệnh, cháu rảnh nuôi giùm, còn mấy cô đây mắt niệm Phật." Nghe câu nói không ổn, nó đem chuyện kể với bác. "Con rất sẵn sàng giúp đỡ mấy vị, mà sao con nghe câu mắt niệm Phật hơi là lạ, con cứ thắc mắc hoài." Sự thật, nó không rõ tại sao lòng nó cứ thắc mắc câu ấy. Nhưng trong thâm tâm chắc nó nghĩ là người biết niệm Phật lẽ ra phải gánh vác việc nghĩa ân đó, chứ không phải mắc niệm Phật nên không nuôi bạn mình đang lâm bệnh. Nó lấy làm lạ là thế. Có điều nó không lý giải được. Chuyện thứ 128: Sao không nhớ ở nhà trên. Buồn vui thường đắp đổi, trải bao lần đầy dơi, biết phải cười hay khóc,
tan hiệp giữa dòng đời. Đây là những câu thơ của bác Hai. Trời còn có đêm, sáng tối nắng mưa, nóng lạnh đổi thay. Biển trần luôn biến động, những đợt sóng thăng trầm, vui khổ nhục dinh dồn dập đến rồi đi, để lại trong lòng người những dấu ấn khó quên. Nhưng chúng ta có kẻ nhớ lại những việc không may thì mừng cho mình đã thoát qua cơn bỉ cực, nhớ đến việc may mắn tốt lành thì vui vì định mệnh vẫn còn ưu đãi phần nào cho thân phận và gắn đun bồi thêm nồng độ nghĩa tình. Kẻ ấy thường đến với hoa hồng. Có kẻ nhớ lại việc không may để buồn than số phận hẩm hiu, nhớ đến cái may để nối tiếc âu sầu, vì ngày vui qua mất như tên bay không trở lại. Kẻ ấy thường đến với bụi gai. Có câu tư tưởng: người ta thường chỉ cười được vài giờ mà có thể khóc suốt mấy ngày liền, vì ta phải nhờ kẻ khác chọc mình cười, còn chính mình chọc cho mình khóc. Câu chuyện Sao không nhớ ở nhà trên cho ta biết mình là đạo diễn vở tuồng đời của mình và có đủ thẩm quyền thay trắng đổi đen. Câu chuyện như sau: một cô nọ có chồng và đã ra riêng. Mỗi lần nhà cha mẹ chồng có đám giỗ, cô đều mua đồ đạc đem về và về sớm ít hôm để tiếp lo cúng giỗ. Năm đó vì bận việc nên đến ngày chánh giỗ cô mới về tới. Vừa bước vào nhà trước, cô bác xúm lại mừng rỡ hỏi han, tỏ ý lo cho gia đình cô, chẳng biết có vấn đề gì không mà chưa thấy về, vân vân. Trước sự niềm nở ân cần của cô bác làm cho cô rất cảm động. Đến khi cô vô tới nhà sau, nghe dưới bếp sầm xì: có mợ thì chợ cũng đông, không mợ chợ có bỏ không bao giờ. Đâu? May quá, tưởng năm nay chả có gì để cúng cho ra dẻ. Nghe những lời châm trích của chị em chồng và bạn dâu, cô buồn vô hạn. Chuyện qua rồi mà mỗi lần nhớ lại lòng vẫn xót xa. Người chị bạn của cô ấy gặp bác nói: con mong gặp bác để nhờ bác khuyên giúp cho cô ấy bớt buồn mà chưa có dịp. Bác nói nhắn: sao không nhớ chuyện cô bác ở nhà trên niềm nở cho nó vui, nhớ chi những câu châm trích ở nhà sao để cho thêm sầu hận. Chuyện thứ 129. Chuyện ăn thợ đục đá. Ở chẻ đá đục một hàng lỗ nhỏ trên một phiến đá, anh bắt đầu kê lưỡi đục vào mỗi lỗ, dùng búa đóng nhẹ một cái. Anh cứ đóng qua lại như thế hồi lâu, rồi anh để lưỡi đục vào lỗ ngay giữa phiến đá, đóng mạnh một cái, phiến đá tách làm đôi. Người hàng xóm đứng xem ngạc nhiên nói: sao anh không để ngay giữa đục cái cho tách ra cho mau, cần chứ đục tới đục lui cho mệt. Anh thợ đá cười bảo: nãy giờ không có búa nào là vô ích đâu. Nếu không có những lần đục trước thì chẳng bao giờ cái búa cuối cùng này tách tảng đá ra được. Các sự việc trên đời không đơn thuần, cái gì cũng có nhiều yếu tố hợp thành. Việc tu hành cũng vậy, tất cả các cố gắng trên đường lành đều đóng góp vào phút giây giác ngộ của hành giả. Tánh cố chấp vào một việc nhỏ sẽ làm mất đi hàng trăm việc khác. Chuyện thứ 130. Tình yêu. Tình yêu từ ngàn xưa đến nay đã làm con người rơi rớt biết bao nhiêu lệ thảm. Lắm kẻ vì tình phải mang vết thương lòng rỉ máu đến suốt đời. Do đó các nhà đạo đức dựng lên những rào chặn để bảo vệ con tim khỏi bị tổn thương, nhưng đồng thời nó cũng hạn chế sự nảy nở của con tim. Đức từ bi chính là tình yêu phát triển đến vô biên. Người Phật tử lấy từ bi và trí tuệ làm đôi cánh tung bay đến vùng trời giải thoát, chớ giặt hết lông cánh để phải bò lê trên đất. Vậy tình yêu có dứt được không? Mời quý vị nghe câu chuyện Làm sao dứt được tình yêu. Có một cháu nói với bác: bác Hai ơi, con thấy đời sống của mấy bác thông dong tự tại, khỏi bị gia đình đùm đeo, con thích quá. Nhưng chắc con theo không nổi đâu. Tu được ngày nào là hay ngày đó à bác? Làm sao dứt được tình yêu hả bác? Bác đáp: nè, tu không có nghĩa là sống độc thân nha. Giả lại tình yêu là lẽ sống, sống không có tình yêu như cây khô hết nhựa. Tình yêu không phải là xấu đâu con,
Có điều nếu nó chỉ quẩn quanh trong khung sườn dị ngã, ích kỷ nhỏ nhen thì mới bị đảo điên phiền não. Rồi bác giảng giải thêm rằng, tình trường đầy dẫy thi hài. Ngược lại, nếu nó vươn lên vùng trời cao rộng bao la, người ta sẽ trở nên vĩ đại với nó. Tình yêu trang chứa trên hoàn vũ, nó không nhằm vào một đối tượng riêng lẻ nào. Yêu khắp muôn loài, khắp chúng sinh. Đời được chia làm hai nửa, một nửa là băng giá, nửa kia là ngọn lửa hồng, mà chính tình yêu là ngọn lửa ấy. Không thể diệt tình yêu được, phải nới rộng cho nó thành đức bác ái từ bi. Thế nên muốn khỏi yêu một người đẹp, ta phải yêu cả muôn loài vạn vật. Do đó chúng ta không thể yêu riêng khách má hồng. Đến đây chúng ta sẽ thương được những kẻ khó thương, làm được việc khó làm và bỏ được điều khó bỏ. Bác hai vừa giải bày một sự việc quá với tầm vóc của mình, các em cháu thông cảm cho nha. Chuyện thứ 131, lặng tâm. Có nhà học giả chuyên nghiên cứu các sách vở dạy về nghề hàng hải vượt biển. Trong làng ông có nhóm người đi buôn bằng đường biển. Viên thuyền trưởng thường đến tham vấn học hỏi với ông về cách thức vượt trùng dương. Cả làng ai cũng phục tài hiểu biết của ông. Một hôm kia, hàng quá xuống thuyền xong, sắp ra khơi, viên thuyền trưởng rủi bị bạo bệnh, không đi được. Nhóm hải thuyền đến cầu thỉnh ông giúp đi thay một chuyến. Trước sự khẩn cầu và lòng tôn trọng của mọi người, ông buộc lòng đi thế. Chuyến ấy không may gặp giông bão lớn, vì thiếu kinh nghiệm thực tế, ông không thể điều khiển, thuyền đắm, mọi người thiệt mạng. Người xưa từng nhắc nhở ta nên nhớ câu: chánh kỷ quá nhân giả thuận. Mình làm đúng, dạy người là thuận. Ngược lại, thích kỷ quá nhân giả nghịch. Không làm được mà dạy người là nghịch lý vậy. Điều này rất tai hại như vị thuyền trưởng nói trên. Làm sao cho biển tâm lặng sóng? Đây là câu tham vấn về đạo lý tu hành. Biển pháp mênh mông, rừng thiền chớn chở. Nếu ta chưa rành, chưa bình lặng được sóng tâm, chớ giải liều. Dù không bị thiệt thân như vị thuyền trưởng bất đắc dĩ nói trên, ta cũng rất bẻ bàng vì sự mâu thuẫn giữa việc làm và lời nói của chính mình. Và đây câu chuyện lặng tâm. Một đứa cháu hỏi: Bác hai, có câu rằng tu với tỉnh biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu. Làm sao được lặng tâm hả bác? Thì xem kinh đi, cháu xem cho kỹ, suy gẫm tận tường rồi tu theo được rồi. Cháu muốn nhờ bác có nhiều kinh nghiệm trong việc hành đạo chỉ giúp giùm cháu tu theo cho mau hơn mà. Giải được rồi, nhưng giải xong cháu hỏi bác hai được lặng tâm chưa? Trời ơi, kẹt cho bác lắm à. Dạ, cháu không hỏi gì đâu, bác cứ giải bài cho cháu đi. Thôi đi, dù cháu không hỏi bác có lặng tâm tỏ ngộ chưa đi nữa, bác cũng phải tự thẹn mình chưa ra gì mà còn dạy đời. Phận mình nếu liệu chưa xong, cũng nên ngượng miệng chứ hồng dạy ai. Chuyện thứ 132, mò đồng hồ. Trong kinh Phật thường khuyên ta coi chừng chớ nhận giặc làm con. Đã bao đời do thói quen từ ý nghĩ đến việc làm của ta đều quay quần trong khung cửa lòng dị ngã, gây nên biết bao phiền muộn khổ đau. Do quán tính nên vọng tâm thường trở đi trở lại quấy nhiễu, khiến ta thành nửa Phật nửa ma. Các nhà làm xiếc tập luyện thú dữ rất thuần thục. Khi ra biểu diễn, họ để ý đề phòng tối đa, vậy mà lắm khi vẫn còn bị nạn. Ngựa phi ắt có hồi quay cổ, thú dữ nên phòng lúc cắn người. Vọng tâm đến đi với tốc độ nhanh hơn ánh sáng, lại thừa lúc ta lơ đễn hay gặp cảnh ngặt nghèo nhảy vào xúi xử làm những việc quanh co. Chuyện mò đồng hồ là chuyện thật, rất ngộ nghĩnh, cũng là một lời sám hối chân thật của một vị cư sĩ hàm ý cảnh giác cao. Câu chuyện được kể như sau. Có một ông ở Mỹ Tho, nhà khá giả mà rất hâm mộ tu hành. Sau một thời gian suy nghĩ, ông hạ quyết tâm
giao hết sự nghiệp cho vợ con đảm trách. Ông đem theo ít tiền lên núi Sam Châu Đốc cất am tu. Ở đây, lâu lâu ông Kiến Trúc Nam đem xuống chợ đổi gạo, muối, tương chao, độ nhật. Đời sống ông thật an nhàn. Thời gian lặng lẽ trôi qua, âm thầm mang lại một sự thử thách. Chồi lá của ông bắt đầu hư dột. Lúc trời đổ mưa không còn chỗ nào khô ráo để ngồi niệm Phật cho yên. Ông ngắm nghía ước tính phải có độ 200 đồng để lợp sửa chồi lại thì êm biết mấy. Nghề bán thuốc nam làm gì có dư được đến 200 đồng. Một sáng nọ, ông thả bộ xuống bến đá dưới chân núi với hy vọng coi có ai thuê làm công gì thì làm kiếm tiền. Tới nơi thấy mấy anh phu gánh đá ngồi chồm nhôm bên bờ sông. Ông hỏi, sao anh em không gánh đá mà ngồi đây, mình mẩy ướt mem vậy? Tụi tôi mò đồng hồ ông ơi. Chủ ghe đá làm rớt cái đồng hồ vàng, ai mò được ông chủ trả công 200 đồng. Chúng tôi mò từ sáng giờ cũng chưa được, mệt chết à. Nghe nói mướn 200 đồng đúng vào nhu cầu cần thiết của mình, ông nghĩ chắc trên trước hộ độ, bèn hỏi, vậy anh em có mò nữa không? Thôi thì để tôi mò thử coi nha. Tụi tôi lạnh quá rồi, lại mất hết bủ làm nữa. Ông cứ mò mò đi. Ông ta bảo chủ ghe chỉ rõ chỗ rớt đồng hồ, rồi cắm sào ngay đó làm dấu để lặn. Rất hên, ông mới lặn dài hơi đã bắt gặp đồng hồ. Liền khi ấy còn đang ở dưới đáy sông, ông chợt nghĩ, cái đồng hồ vàng cho có 200 đồng, rẻ quá, mình phải kèo thêm mới được. Thế rồi ông giấu đồng hồ dưới gốc sào, rồi trồi lên phân bua ngã giá. Ông chủ ơi, người ta lặn hồi sớm giờ không có được, tôi nghèo quá nên ráng lặn, nếu mò được ông cho thêm đi. Nếu mò được tôi cho ông 400 đồng đó. Mừng quá, nhưng không lẽ lấy lên liền. Ông làm bộ lặn xuống trồi lên mấy lần, câu giờ hồi lâu mới đem đồng hồ lên giao cho chủ. Lấy tiền xong, tản bộ về chòi, lòng thấy hổ thẹn. Ông tự trách, mình đã bỏ sự nghiệp đi tu, bây giờ chỉ hơi thất ngặt một chút, gặp cơ hội thuận tiện lại khởi tâm quấy. Nếu muốn 400 đồng thì đổi trước đi, để khi mò được rồi còn làm bộ cắt giá thêm nữa. Hơi bao năm qua tu cái quái gì đâu. Ông đạo mò đồng hồ tự hối và thố lộ với anh em đồng tu như là một cách sám hối vậy. Chứ điều ông ta nghĩ thầm trong bụng lại đang lặn dưới nước, có trời mà biết. Chuyện trên cho ta thấy việc chánh tà chỉ cách nhau có một đường tơ. Đức Phật từng khuyến cáo, các ngươi chớ tin tâm mình khi chưa chứng quả A-la-hán. Chuyện thứ 133, người xưa còn sót. Chơn sanh bá hạnh hiếu di tiên, con người có trăm hạnh lành, hiếu là trước hết. Đạo của người quân tử đặt vấn đề hiếu trung làm trước, và dù muốn tu thoát tục cũng không thể xem nhẹ ơn nhà nợ nước. Hiếu trung lòng chớ vội quên, sống lo trọn đạo thác lên tiên đài. Nuôi dưỡng cha mẹ là bổn phận thiêng liêng gần gũi và cần thiết nhất của mỗi người. Với người Phật tử, ngoài việc nuôi dưỡng cha mẹ, còn phải lo cứu độ vong linh ông bà cha mẹ nữa. Thế nhưng ta phải đặt việc làm cho đúng với thời điểm cần thiết của nó, để ngày kia khỏi ân hận. Vì để dịp trôi qua, hiếu thảo là đức tánh mà từ xưa tổ tiên ta rất ca ngợi. Là con thảo cháu hiền, ta hãy ráng noi gương trước, để khỏi thẹn với người xưa. Người nay rồi dạng thảo ngay, thì là thấy tạng mặt mày người xưa. Câu chuyện người xưa còn sót sau đây nói lên phần nào sự quan trọng của lòng hiếu thảo. Anh Sáu bạn bác đang dự khóa học ở chùa Tây An, vừa được dài 3 tuần lễ, kế hay tin cha đau nhiều, anh đến xin với ban hoằng pháp cho anh nghỉ học để về lo nuôi cha. Ông giám đốc khóa học khuyên, anh yên tâm học đi, để tôi nói với anh em trong khóa quyên góp ít tiền gửi về lo cho bác. Anh Sáu đáp,
Cha tôi đau, mẹ thì già, em còn nhỏ, tôi phải về tiếp. Về nhà chẳng những lo săn sóc cha mà còn phải đi làm thuê để kiếm tiền lo thuốc thang cho cha nữa. Thưa ông, tình cảnh của tôi kẹt lắm. Giả như học khóa này mà thành Phật đi nữa, tôi cũng nguyện xin đình lại khóa sau, chứ hiện giờ không thể không về tiếp cha mẹ được. Ông giám đốc có vẻ buồn mến tiếc và cũng rất khen ngợi lòng hiếu thảo của anh. Ông nói: người xưa còn sót lại là anh đó. Chuyện thứ 134. Ngày mai biết còn không. Đò âm dương đưa rước không chừng, khi tàu mình đến thì phải ra đi, chẳng lần lựa chần chờ gì được cả. Câu ngày mai biết còn không nhắc nhở ta việc gì phải hãy làm ngay, bởi vô thường khó hẹn. Có lần bác hai bệnh nhưng còn đi tới lui được, nghe tin người bạn bệnh nặng, bác tới nhà thăm. Ông bạn mừng rỡ cảm động nói: ôi trời ơi, tôi bệnh mà anh cũng bệnh, ráng tới thăm tôi chi cho cực nhọc vậy, chừng nào mạnh rồi qua thăm nhau cũng được mà. Bác nói: ngày mai biết có còn không. Sợ bạn hiểu lầm, bác tiếp lời: tôi nói đây không phải nói anh mà nói cả tôi nữa nha. Đến thăm anh chứ biết đâu tôi lại chết trước anh. Ngày mai biết còn không, bây giờ còn thăm nhau được cứ thăm. Ôi anh đừng ngại chi cả. Chuyện thứ 135. Tại không niệm Phật. Phần nhiều đồng đạo niệm Phật, cầu Phật ban rải phép màu cho mình được tiêu tai tật bệnh. Một số người niệm Phật mong tâm hồn mình được Phật hóa, bình an thanh thản dù đang trong tai nạn. Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Câu chuyện sau đây trình bày về hai trạng thái mong cầu ấy để chúng ta làm dữ kiện suy tư. Một hôm bác bị xe đụng, mấy ông bạn già đến thăm. Có người nói nửa đùa nửa thật: anh hai à, chắc tại lúc anh đạp xe lên dốc mệt nên anh quên niệm Phật mới bị xe đụng, chớ anh niệm Phật sẽ được tiêu hết nghiệp hè. Bác nói: tôi niệm Phật không cầu xin Phật đỡ dùm xe đụng, cầu xin như vậy làm Phật mệt lắm anh ơi. Người bạn nói: nói đùa vậy chứ niệm Phật là cầu lặng tâm. Bác tiếp lời: thì vậy đó, qua sự cố này tôi thấy tôi niệm Phật có kết quả. Một ông bạn đắc ý nói: nếu không tu niệm chắc tai nạn còn lớn hơn nhiều hả anh? Bác trả lời: ôi cái đó lấy đức tin mà nhận thôi, làm sao minh chứng được là nếu không tu niệm chắc tai họa sẽ nặng hơn hả anh? Vậy thấy anh niệm Phật kết quả làm sao? Thì tôi bị xe Honda quẹt té xuống đường, bể bánh chè, đau muốn chết luôn. Vậy mà lòng vững dưng không phiền giận kẻ gây tai nạn, cũng không buồn cho số mệnh. Tôi cũng chẳng có khởi tâm phân biệt lỗi phải hay tha thứ gì cả. Chỉ biết cô đau và xoa bóp chỗ đau như tự mình ên té vậy. Vậy còn bảo mấy chú gây tai nạn cứ đi đi, tôi bóp đau sẽ tự về được. Thậm chí về nhà nhớ lại còn tự thấy làm lạ, sao lòng mình bình an đến như vậy. Tôi nghĩ cái đó không phải tự nhiên mà có đâu, đó chính là kết quả của công phu tu hành niệm Phật bấy lâu nay đó. Chuyện thứ 136. Sống sao khỏi khổ. Trong hội ngộ đã sẵn mầm ly biệt, trong an vui có ngầm chứa khổ đau. Khổ vui là hai mặt của một thực thể, làm sao tách rời ra được? Câu hỏi sống sao khỏi khổ tìm đâu ra đáp số? Quả chăng chỉ có liều mạng mọc gánh khổ tiếp cho người, các bậc thánh nhân còn mong biết sao trút hết gánh về ta mang, mang cho hết tai nạn thế giới. Điều này chắc hơi khó. Có cháu học sinh hỏi: Bác hai, sống sao khỏi khổ bác hai? Cháu nó không rành đạo lý lắm nên mình không giải thích nhiều với nó được. Bác đáp gọn: muốn khỏi khổ phải sống vị tha, còn sống vị kỷ quá phải khổ à con. Sợ nó còn ngờ vực nên bác nói thêm:
sống vị tha dù lên đoạn đầu đài cũng an lòng như những vị anh hùng vì nước dông thân, đến ngày tàn vẫn an lòng vì đã hy sinh đời mình cho quê hương, cho dân tộc. Còn kẻ quá vị kỷ dù làm vua cũng chẳng yên, vẫn lo sợ đủ điều, sợ mất ngôi nè, sợ phản thần, sợ ám sát. Tóm lại sống vị kỷ thì luôn bị phiền não âu lo, còn sống vị tha dù rất gian khổ vẫn cảm thấy an vui hạnh phúc đó con. Chuyện thứ 137, tập tu với nó. Nắng mưa đều giúp vạn vật sinh trưởng, cũng như thế buồn vui đều là yếu tố giúp con người được trưởng thành. Người Phật tử phải nhận lấy những bài học khó khăn ở trường đời mà làm bước tiến đạo. Bác có đứa cháu gái là cư sĩ, một hôm qua bệnh viện thăm bệnh, gặp đứa trẻ mồ côi, nó xin về nuôi. Ít lâu sau bác ghé thăm chơi, thấy nó cưng đứa nhỏ lắm, bác nói: Nuôi con cực nhọc chứ cũng có niềm vui, nó cũng đem lại cho mình nụ cười á. Đứa cháu có vẻ đồng ý, bởi chính nó đang tìm được nguồn vui ở đứa bé. Hôm Tết rồi nó đến thăm bác, đứa con nuôi của nó cũng đã lớn, quậy khá. Chuyện giảng một hồi sắp kiếu về, nó hỏi: Bác hai ơi, hôm con xin đứa con nuôi, bác nói nó cho con nụ cười, nhưng bây giờ nó cho con phiền phức, làm sao hả bác? Bác trả lời: Thì tập tu với nó đi. Nghe vậy nó cười rồi quầy quả ra về. Chuyện thứ 138, dị ngã. Trên quãng đường rừng vắng vẻ, một tướng cướp đã hoàn lương đang hối hả trở về nôn. Mục đích anh ta về hỏi thầy xem làm cách nào cho mau tiêu tội chướng. Đã hơn 3 năm qua, dù hết lòng làm việc thiện mà bộ đồ thâm của anh ta chưa trắng lại được theo lời thầy mách trước. Điều đó chứng tỏ tội giết 51 mạng người của anh vẫn còn nguyên. Anh buồn bã với nỗi buồn rầu ân hận xốn xang. Bỗng có tiếng khóc lóc gian sinh thảm thiết vang lên ở phía trước. Anh chạy nhanh đến, thấy một tên cướp toan giết người để đoạt của, anh vội bước tới khuyên ngăn. Vì tình đồng nghiệp cũ, tên cướp với giọng hách dịch nói: Thôi, đừng ai nấy đi, nếu can vào phải chịu chung số phận với mụ này đó. Anh suy nghĩ, tay mình đã đẫm máu nhiều, chưa gột được, chả lẽ lại nhúng thêm vào máu nữa. Anh toan bỏ về non, lo gỡ tội xưa. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt gian lên tha thiết khẩn cầu của người cô thế lâm nguy, anh không nỡ phó mặt. Sau vài giây giằng co giữa lòng vị kỷ và vị tha, anh quyết định: Thôi, ta cam đọa địa ngục để cứu người nguy khốn thôi. Anh dung lên vài đường kiếm tuyệt luân, tên cướp ngã quỵ, máu ra lên láng. Anh sững sờ nhìn xác chết như là mình mới giết người lần đầu, miệng thì thào: Không, đó là sự bất đắc dĩ, thật lòng ta không nỡ như vậy, không. Nhưng lạ thay, anh nhìn lại bộ đồ thâm của mình đã đổi sang trắng. Thật không thể ngờ điều mong ước từ lâu nay đã đến, thế là dấu hiệu tội lỗi đã chấm dứt. Chuyện trên cho thấy những phiền não lo âu sợ hãi chỉ bám vào lòng chấp ngã của con người. Nay vì người quên mình thương lo cho kẻ khác, nên tất cả phiền não ấy không có chỗ bám víu. Vừa đọc truyện Ngụ Ngôn Phật Giáo đến đây, bỗng có người bạn đến thăm, hàng duyên dây lâu, anh bạn hỏi: Anh hai à, có những cái buồn phiền mình biết rõ căn cội lý do của nó, mình cố gỡ lần cũng yên được, nhưng mà sao có nhiều nỗi buồn vô căn cứ không có tên cứ đeo đẳng ra rứt mãi trong lòng chẳng biết nguyên do, sao lạ vậy anh? Bác đáp: Nó có tên chứ. Hả? Hả? Đúng, tên của nó là dị ngã. Chuyện thứ 139, tha cho bà đi. Năm rồi nước lũ to, khắp đồng sâu vùng Long Xuyên Châu Đốc bị ngập lụt, những hộ nghèo khó lại phải dời nhà ra mé lộ xe che liều ở đỡ. Họ không thể làm thuê mướn gì được, tình cảnh rất đáng thương. Những nhà hảo tâm khắp nơi thường tổ chức nhiều đoàn đến cứu trợ, xoa dịu phần nào nỗi đói khổ của đồng bào nghèo ở đây.
Có một đoàn trên 20 người, đều là Phật tử giàu có đến Ba Thê cứu trợ. Họ tổ chức sắp xếp quà trên 56 cái bàn. Bàn số 1 phát tiền, bàn số 2 gạo, bàn số 3 vải, bàn số 4 bánh, vân vân. Những hộ nghèo trong xã được ủy ban tập trung và hướng dẫn cho bà con đi thành một hàng, nối nhau có trật tự đến nhận quà từ bàn thứ nhất đến bàn chót là xong. Một số người trong đoàn cứu trợ muốn cho đồng bào nghèo đến nhận quà có chút duyên lành với Phật Pháp, nên đề nghị một người nào lại nhận quà ở mỗi bàn phải niệm ba câu Nam Mô A Di Đà Phật. Có bà lão già yếu chậm lục, niệm chỉ có ba câu mà lập gà lập cập rất lâu, có lẽ không quen niệm. Trước bà người ta đã đi khỏi hết, còn phía sau bà con nhận quà bị dồn lại chờ đợi. Trời trưa, nắng oi bức, mỏi mệt. Một cô trong đoàn cứu trợ thấy vậy có vẻ bất bình nói: "Thôi, tha cho bà đi." Một số người mỉm cười, một số khác nhìn gay gắt. Đúng hay sai? Không cần thiết phải bàn. Có điều làm gì phải do lòng tự nguyện mới quý. Với lại biếu quà mà đặt điều kiện đương nhiên là hạ thấp đi sự cao đẹp của lòng nhân, khiến tặng phẩm trở thành bất toàn, đồng thời hạ phẩm giá của người thọ nhận. Ta nên suy xét lại. Chuyện thứ 140: Làm sao khỏi lẫn. Năm với tháng qua dần, cái già nua bệnh tật kéo đến hành hạ con người, mang lấy xác thân, cơ thể và các muối não bị lão hóa, trí nhớ bị xói mòn, suy tư, nói làm lẫn lộn, ngu ngay. Làm sao khỏi lẫn? Đó là vấn đề bức xúc cho khoa học hiện đại. Sức lên trời xuống biển có thừa, nhưng thiếu sức ngăn ngừa bệnh lão. Các tôn giáo có làm gì hơn để giúp con người thoát khỏi già, bệnh, chết? Định luật thiên nhiên, thành hoại phải như thế. Nhưng trước khi nghiệp quả chưa mùi, với thời gian còn đó, ta có thể tự an định tinh thần, chuyên tâm hướng thiện để giảm bớt nỗi bi đát của kiếp người. Chuyện làm sao khỏi lẫn dưới đây hung đúc tinh thần ta vươn lên để đổi thay phần nào số phận không may. Có đứa cháu hỏi: "Bác hai ơi, con thấy mấy người già thường hay lẫn quá, vậy làm sao khỏi bị lẫn hả bác?" Bác đáp: "Muốn khỏi bị lẫn hãy ráng tu ngay khi còn sáng suốt." "Ráng tu nhưng cũng bị lẫn rồi làm sao bác?" "Chuyên lo tu hiền, làm lành niệm Phật, dù có lẫn cũng không sao." Rồi bác thuật lại chuyện chú em bị mát kể trên cho cháu nó nghe và nói thêm: "Có ông chủ bị thằng người làm công say rượu chửi, ông ta đánh nó. Nhiều người can nói là nó sai quá biết gì, ông đánh nó tội nghiệp. Ông đáp: "Nó muốn chửi tôi lâu lắm rồi, có điều nó không dám nói ra. Nay mượn hơi rượu mới chửi ra đó, chứ có phải mới chửi đây đâu. Sai sao không chửi dòng họ nó mà chửi tôi?" "Mình không có ưa lối đánh đập người như vậy, nhưng mà xét kỹ thì ông ta nói cũng có lý đâu con." Nghe người ta nói mấy ông già bà cả hay lẫn quá, một ông bạn bác nói: "Ôi, không phải già mới lẫn đâu, họ lẫn hồi còn trẻ kìa." Ý kiến trên rất đúng. Khi lớn tuổi, các muối não bị lão hóa, lý trí không còn suy xét phải trái, người ta chỉ hành động theo tập quán, theo thói quen hàng ngày thôi. Có người lẫn suốt ngày cứ cúng lại hoài, gặp ăn xin có bao nhiêu tiền móc cho hết. Hoặc có người tối ngày cứ chửi hết đầu trên đến xóm dưới. Người thì gặp đồ đạc của ai cũng lấy về nhà, còn mắng người ta ăn cắp của mình nữa, vân vân. Thế nên ta hãy ráng tu hiền ngay từ bây giờ, để ngày kia dù có bị nghiệp chẳng lành lẫn lộn, thì nhờ tập quán tốt, có lẫn chắc cũng dễ thương, không đến nỗi làm phiền gia đình và chòm xóm. Chuyện thứ 141: Để người thọ ân khỏi tuổi. Gặp người nguy ngặt nghèo túng, ta đem tiền của hay công lao bố thí giúp người được chút an vui, đúng với ý nghĩa ban vui cứu khổ. Nhưng đôi khi vì vô tình sơ ý trong thái độ cho mà tặng phẩm trở lại gây thương tổn lòng tự ái của người thọ.
Khi giúp người nên lưu ý tế tâm một chút, ta sẽ có nhiều cách cho mà không làm tủi lòng người nhận. Dưới đây là một trong vô vàn cách cho rất đẹp. Một hôm đi phà Thuận Giang, bác lấy chai dầu gió kim ra sức. Có người đàn bà ăn mặc lam lũ, ôm con ngồi dưới phà nhìn bác lơm lơm. Khi bác sức dầu xong, cô ấy nói: "Bác ơi, bác làm ơn cho con mượn sức một chút đi bác. Hồi hôm tới giờ trong người cũng khó chịu quá, cần miếng dầu gió lắm mà không có." Bác đưa chai dầu cho cô ấy. Cô sức cho mình và cho con với một thái độ rất thỏa mãn. Thấy vậy bác muốn tặng luôn, nhưng nghe người ta có thể nghĩ là mình gớm mà bỏ. Chờ cô sức xong trả lại, bác mở nút chai dầu sức thêm lần nữa rồi đưa cho cô và nói: "Tôi biếu cô chai dầu để sức cho cháu nè." Sở dĩ bác làm như thế để người thọ ân không tủi thân, vì hiểu lầm mặc cảm là mình nghèo khổ lem luốc, người ta gớm nên không thèm lấy chai dầu lại. Chuyện thứ 142, một sự việc hai cách nhìn. Có một lần bác Hai đi đường, trông thấy một ông già mặc áo quần phèn và sờn rách, vai giác bị. Bác Hai tưởng ông đi xin, liền móc tiền vui vẻ đến cho ông. Bất ngờ bị ông gạt ra một cách phủ vàng và cự nữ hằng học với bác. Vì bác đã cho lầm, ông ta không phải kẻ ăn xin. Bác buồn bỏ đi, lòng tự bảo: "Thôi sau này đợi người ta nài nỉ cầu xin hãy cho, mình đừng quá sốt sắng có khi gặp phải phản ứng xấu." Bác tự nhủ thế chứ không làm như thế. Một lần khác thấy một ông già mặc quần ngắn cũ, tay chống gậy cặp theo cái ca lớn, bác vội thắng xe đạp lại móc tiền ra định cho. Ông ấy vui cười khoát tay lia lịa nói: "Không phải, không phải, tôi đang đi tắm nè." Bác bèn nắm tay ông và nói: "Xin ông cảm phiền, tôi trong lòng xin lỗi nha." Ông già cười nói: "Ồ không, không có lỗi gì hết đó, cảm ơn lắm, cảm ơn." Cả hai người chia tay lòng tràn ngập niềm vui không chút tốn kém. Qua hai mẫu chuyện kể trên cho ta thấy, cũng cùng một sự việc giống nhau, nhưng kẻ khó tánh, bực bội, tự ái quá cao thì nhìn thấy lửa địa ngục thiêu đốt trong lòng, còn người lòng hướng thiện lại cảm nhận được gió mát của thiên đường tràn ngập. Vậy nếu có sự việc gì đó làm ta buồn phiền, hãy xét lại mình xem, tại mình đứng ở góc độ nào đó mà nhìn mới cảm thấy vui hay buồn, chứ không do ngoại cảnh. Chuyện thứ 143, bố thí niềm vui. Một hôm bác Hai đang thả bộ trên cầu Duy Tân, bỗng gặp một ông lão ăn xin đang đi ngược chiều lại. Bác lấy ra 2.000 đồng. Không hiểu sao bác tự dưng cầm hai tay kính cẩn đưa cho ông ấy. Ông ta vừa mừng vừa ngạc nhiên. Ông không lấy tiền ngay mà cúi mình để cây gậy và bị giải xuống đất, rồi hai tay nâng lấy tiền bác và xá xá một cách cung kính. Bác vỗ nhẹ vai ông và bước đi. Bác nhìn thấy vẻ mặt ông ăn xin lúc ấy vui vô cùng. Có lẽ trong đời hành khất của ông mấy khi được người ta cho với sự kính trọng như thế. Đấy cũng là một cách thí niềm vui rất đẹp, khiến người thọ nhận cảm thấy mình vẫn còn đầy đủ nhân phẩm. Chuyện thứ 144, tha lực và tự lực. Có một người hỏi bác: "Thưa bác, tu tịnh độ là nương nhờ tha lực, còn tu thiền chỉ cậy vào tự lực. Vậy mình tu hành theo đường lối thiền tịnh song tu có mâu thuẫn hay trở ngại gì nhau không bác? Vậy cách tu thiền và tịnh độ ra sao bác?" Bác giải thích: "Nếu lòng còn phân chia pháp môn cao thấp thì có chướng ngại mâu thuẫn. Ngược lại, nếu khéo áp dụng dung hòa thì các pháp đều trợ trưởng cho phút giây giác ngộ của hành giả." Ý của bác là vô lượng pháp môn thệ nguyện học, hết lòng cầu khẩn và tin tưởng ở tha lực mà tự lực dương đến cao độ là đúng. Bằng như tin tha lực mà tự lực tiêu mòn bại liệt thì đó là ỷ lại, là sai với tinh thần dũng mãnh tinh tiến đại hùng lực của nhà Phật. Đừng ỷ lại vào sự cứu giới của thần thánh, đừng ỷ lại vào sự binh vực của thầy mình. Luôn luôn lúc nào cũng phải nhớ câu nhân quả của Phật dạy:
Nếu nhân toàn thiện thì quả cũng sẽ do đó được toàn thiện vậy. Có một đạo binh bị địch dây cố sức chiến đấu hơn nửa ngày, tướng binh thoảng mỏn mà dòng dây càng siết chặt. Bộ chỉ huy đang hợp bàn nên liều chết hay đầu hàng. Bỗng bắt được tin viện binh sắp đến, quân lính phấn khởi dùng lên đánh phá thủng dòng dây. Bấy giờ viện binh mới tới. Chỉ mỗi niềm tin nơi tha lực mà tự lực cũng đã làm nên phép lạ, huống là cộng với tha lực vô biên. Về vấn đề niệm cầu Phật lực, điều kiện tiên quyết là phải thật chí thành chí thiết, phải thật cảm Phật Ngài mới ứng. Niệm lơ là Phật chứng vào đâu? Và tất cả tấm lòng thành gom vào câu niệm Phật. Khi niệm ấy phát lên, gian rền trong trời đất, rừng mê phá sạch không, bể khổ lấp bằng mặt, chỉ trong cái thoát nhiên thấy rõ tam thế Phật. Tuy nhiên, chớ ỷ lại vào tha lực mà bỏ đi tự lực. Lúc nào cũng tự lóng lòng cho trong sạch, làm lành lánh dữ, noi đức từ bi hỷ xả của Phật mà tu hành mới mong về cõi Phật được. Phật bảo: các ngươi hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Và coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ xong Phật khó dắt dìu. Như thế đủ biết chúng ta là vai chính và là đạo diễn trong vở tuồng đời của mình. Hãy luôn soi rọi lại lòng. Bất cứ khi đi đứng ngồi nằm, đều thấy rõ trong tâm mỗi việc. Việc của mình chính mình phải biết, nên cùng hư mọi việc đều thông. Chẳng khi nào bất giác nơi lòng, được như thế sẽ không phạm tội. Ngày đêm phải tự mình suy gẫm, ngăn gió trần cho lặng sóng tâm. Đường về cõi Phật rộng mênh mông, gặp Phật phải qua cánh cửa lòng. Nước bỏ tất không tìm được cá, cội lìa sẽ chẳng kiếm ra bông. Thánh phàm ai tạo suy thì biết, mê ngộ đâu sanh nghiệm sẽ thông. Chớ có đao nam mà chữa bắt, chủ tâm được tức dạng môn tòng. Dù thiền dù tịnh dù muôn pháp, tự chủ nơi tâm ấy cội nguồn. Mỗi lần nhớ lại hai câu thi của vị thiền sư nào đó: nam nhi tự hữu xung thiên chí, hưu hướng Như Lai hành xứ hành, nghĩa là làm trai chí dũng tới trời cao, không rập khuôn hành hạnh Như Lai. Bác cảm thấy hứng khởi và vô cùng thích thú, thì liền khi ấy một sự cảnh giác cao đồng thời trỗi dậy, buộc mình phải soi rọi nghiêm khắc lòng mình. Và câu kinh Phật liền xuất hiện: chúng sanh đời sau không biết ngã là trọng bệnh, nên càng tu ngã mạn càng tăng. Khi gặp cảnh buồn, bác niệm Phật với tâm trạng tựa nương, tức được an tâm như đứa trẻ nằm trong vòng tay của cha mẹ. Khi gặp việc may mắn, bác niệm Phật với lòng tri ân tam bảo sâu xa, tức cảm thấy an lòng vững bước trên đường hành đạo. Hãy mạnh dạn tiến về chân thiện mỹ, tuy là phải độc hành vô lữ cô đơn nhưng không cô độc. Có hàng ngàn tay ngàn mắt Phật và Bồ Tát đang trông chừng. Từ nhãn thị chúng sanh đang trực nâng đỡ chúng ta khi vấp ngã. Tóm lại, đem tất cả tâm hồn dũng mãnh của mình hòa quyện với niềm tin Phật lực, sẽ có được một sức mạnh phi thường phá tan ngục tù phiền não khổ đau. Hãy vui tin Phật lực, tự soi lại lòng mình và mạnh tiến. Chuyện thứ 145: chưa chịu chết. Có người bạn cùng tuổi với bác, nay ông đã chết rồi. Lần đó ông bị dở bao tử, đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp. Bác hay tin đến thăm. Ông nói: hồi đó tôi vẫn tu mà tôi chưa phát đại nguyện. Bây giờ tôi phát đại nguyện rồi đó anh. Bác không hỏi xem ông phát đại nguyện gì ra sao, mà lại nói: tôi như anh, tôi khỏi phát đại nguyện. Kể như hôm đó bao tử khâu không kịp, mình đã chết rồi là yên. Ồ, tôi cũng tin như anh vậy. Miễn vợ con nó xuôi một bể thì thôi. Vậy là anh chưa chịu chết rồi. Đã chết rồi lại còn miễn cái nỗi gì nữa. Chuyện thứ 146: tu sao cho kịp. Có người hỏi bác hai: bác hai ơi, có câu rằng
đời cùng tu gấp kịp thì. Vậy tu gấp là tu thế nào cho kịp bác? Bác đáp: các hoàn cảnh thuận nghịch đến mình đều ứng xử đẹp là tu kịp. Chuyện thứ 147: tu trong công việc hàng ngày. Có một chú em bán tạp hóa, cửa hàng của chú khá lớn, công việc bận rộn suốt ngày. Một hôm chú gặp bác và than: bác hai ơi, nghề làm ăn của con quá bận rồi, không có thì giờ để tu hành, con cũng biết làm sao nữa. Bác đáp: cháu có nhiều cơ hội để tu hơn hết đó chứ. Cháu hãy Phật quá việc cần lòng lo đến của mình, bao bì bảo quản hàng hóa chắc chắn trước khi trao cho khách. Hãy đem tinh thần từ bi hỷ xã của Phật mà tiếp đãi ứng xử vui vẻ với mọi người, mua bán nơi nàng, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Như vậy sẽ có nhiều tiến bộ trong việc tu, kinh tế gia đình ổn định mà lại đắt hàng thêm. Đúng vậy, từ sớm đến tối thiếu gì chuyện để tu, sợ e tu không hết, lo gì không có thì giờ và cơ hội để tu. Nhất là nhớ đem lòng từ bi hỷ xả giao tiếp với đời, đó là hành đạo, là thiện mỹ hóa đời sống vậy. Chuyện thứ 147: chỉ toàn thất bại. Một đứa cháu nói với bác: bác hai ơi, bác già yếu lắm rồi, vậy bác truyền lại cho tụi cháu những cái thành công trên bước đường tu hành của bác đi, để bác qua đời bác mang cái ủng lắm á. Bác đáp: rất lấy làm tiếc là bác không có thành công gì hết trơn hết trội á, chỉ toàn là thất bại không à. Nó cười chắc không hiểu ý nên không hỏi thêm gì nữa. Bác thấy vậy nói thêm: mà thất bại là mẹ thành công đó cháu. Chuyện thứ 148: đừng khuyên. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Lời khuyên can nhau nếu không đúng lúc, đúng chỗ, đúng người thì cầm bằng lời thóa mạ sĩ giả. Không khuyên can ai điều gì hết, tình người đến thế thì nhạt nhẽo quá đi. Câu chuyện đừng khuyên nói lên nỗi e ngại và dè dặt ấy. Có mấy chú thanh niên cư sĩ tu chung nhau trong một chùa rộng rãi yên tịnh lắm. Một hôm một trong số mấy chú gặp bác hai và hỏi: sống chung nhau để tu tập đó bác, làm sao để khỏi đụng chạm phiền hà nhau? Muốn im đẹp thì đừng có khuyên. Như vậy bạn mình có làm điều gì sai trái, sắp sa ngã chẳng hạn, mình cũng mặc kệ sao bác? Bác trả lời: nếu mình chưa đủ đức độ, chưa sành tâm lý, tốt hơn đừng có khuyên. Muốn khuyên bạn phải biết rõ trình độ, tánh tình và mức độ thân mật giữa mình và người bạn đó đến đâu, rồi sẽ quyết định nên khuyên can hay không, và nên nói gần hay xa, nói nhiều hay ít. Bằng không hiểu được vậy, nếu khuyên can sẽ mất bạn và mất lời nữa đó cháu. Dù lời lẽ cháu khuyên có đúng cách mấy, bạn cháu cũng chỉ nghe rằng mày hư quá, tệ quá, mày không có bằng tao, mày xem có phải tao khôn hơn mày không. Mặc dù cháu chưa bao giờ nói cái lời đó. Thanh niên cư sĩ ấy ngẫm nghĩ một chốc rồi gục gật đầu: chắc vậy đó bác. Chuyện thứ 149: dứt khoát nơi lòng. Bác hai kể, vào thổi ấy bác độ 16 tuổi, một hôm bà má đang trò chuyện với khách, em gái bác đến bên bà nằng nì đòi cái kéo đặng cắt đồ chơi. Bận tiếp khách bà làm lơ bỏ qua, em bác cứ giặt giặt áo của bà và đòi hỏi mãi. Giận quá bà đập tay xuống bàn, rút cây thước giơ lên dọa đánh, miệng la mắng: có khách mà mày làm lu bu, giao kéo cái gì, tao đập chết bây giờ. Mẹ bác vừa làm dữ, vừa dằn cái rổ mai xốc xốc lên, tưởng làm gì dữ lắm, không ngờ bà lục kiếm cái kéo đưa cho con. Bác thở phào nhẹ nhõm: bác thương em bác lắm, sợ má đánh em. Lúc bà giơ thước lên, bác định bụng để bà đánh một cái cho bớt giận, là nhảy lại bế em chạy. Trái lại em bác nó vẫn tỉnh bơ, chỉ hơi rụt đầu một chút khi bà mẹ dọa đánh. Tuy mới 3 tuổi đầu nhưng nó thấy rõ tâm lý của bà, nó biết bà cưng nó lắm, không đánh đâu. Và nếu cố lì đòi hỏi, rốt cùng nó cũng sẽ được thỏa mãn yêu cầu. Chuyện trên cho thấy điểm cốt yếu nằm trong tâm, còn cử chỉ hì hồ bên ngoài không thành vấn đề. Em của bác còn bé bỏng,
nhưng nó cảm thông được mức độ yêu thương của tình mẫu tử. Còn bác là con ghẻ nên không bắt được tần số ấy. Chuyện dứt khoát nơi lòng dưới đây cũng tương tự. Tác giả khuyên đương sự hãy soi rọi lại tận tường sâu thẳm của tâm hồn để nhận rõ lý do mà đối tượng cứ theo đuổi mãi, mặc dù mình đã lạnh lùng từ chối và đồng thời cũng tự biết cách hoán cải sự việc. Và đây là câu chuyện: có cô cư sĩ bị một thanh niên đeo đuổi hoài, bức rứt quá cô hỏi bác hai cách đối xử sao cho người ta khỏi theo quấy nữa. Bác đáp: hãy dứt khoát nơi lòng mình, tức người ta không theo nữa. Bác có người bạn bị cô vợ ghen quá xa, vợ chồng đánh lộn gây gỗ liên miên. Chán quá anh định bỏ vợ, khi đã hạ quyết tâm anh đối xử với vợ thật là ngọt ngào, có tiền đưa hết cho vợ, bảo sắm sửa quần áo nữ trang vân vân. Vậy mà chị vợ lại sợ anh bỏ, và rốt cuộc họ chia tay thiệt. Nếu mình đã dứt khoát nơi lòng thì dù đối xử ngọt ngào như đường, người ta cũng biết không có hy vọng gì. Còn lòng mình chưa dứt hẳn, dù có chửi họ, họ cũng theo đuổi mãi. Lời cuối. Con tầm đã nhả rốt đường tơ để trả nợ dâu, nó không ước vọng gì, chỉ muốn nghỉ yên trong kén. Dù dở dù hay, xin quý vị hãy quét gom cặn bã lại, đem bón với những khóm hoa, giúp sức cho các nụ đua nhau bừng nở trong khắp vườn hoa đạo, cho hương đạo thấm, cho màu đạo tươi. Bấy giờ quý vị lần lượt nhặt những bông hoa diễm lệ, kết thành tràng hoa lộng lẫy để trang nghiêm ngày lễ hội. Xin đừng ai ngó ngàng đến cặn bã, cứ để nó tự phân hóa và hòa mình biến nhập vào lòng đất lạnh. Thế là xong, nó đã hoàn thành chức năng thấp thỏi của mình trong một giai đoạn luân hồi. Sự thế trả về cho cuộc thế, cửa không chỉ giữ tấm lòng không. Cuối đông 1998.